Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi theo dõi kênh của em thì bấm vô nút đăng ký kênh để được thông báo mấy cái video mới đăng lên nha mọi người. Hôm nay được mấy cái món rất là hay, cây hước kẹp tới 600 ml nha mọi người. Rồi với cái đây con dao nữa, con dao Nhật. Này là cái chân để sách nhạc, chơi nhạc. Đây là cái thước Livo đo độ, Livo canh góc độ rất là hay, còn rất là đẹp luôn. Đây cái đai, đây treo dụng cụ nha mọi người, đây thắt lưng á, kèm với cây hước Tajima, mấy cái đồ treo dụng cụ nè, cái túi luôn đó, rất là nhiều ngăn. Rồi mấy cái đục dao rồi. Rồi đầu tiên video này là mã 149 nha mọi người, cây hước kẹp Mitu Toyo của Japan sản xuất. Cây này nó đo được tới đây 60 cm ha, rất là dày luôn nha, cầm rất là đã tay, rất là nặng, cầm rất là chung chắc tay lắm. Hước rất là chất lượng ha, chắc chắn. Này mọi người coi cái miệng đó nè, còn phẳng ok nha mọi người. Đây nó có số chia xài số nhỏ nhất 0.05 ml nha mọi người. Rất là dày luôn. Cái hước này nó dày tới 6 ly nha. 60 ml. Độ dày. Rồi cái bảng đó là 2,5 phân. Này khóa là nè. Siết lại là nó khóa lại ha. Hước kẹp này là mới, giá mới nó rất là khó để rờ tới nha mọi người. Cây 60 này nè, rất là cao luôn á. Mọi người có thể tìm trên Google và biết ha. Rồi, đây là mã là 149.1 nha mọi người, giá 1.500.000. Rồi, số 2 là cây kìm bấm kẽm, kẽm cho mấy người làm cây bonsai ha. Đây, bấm thử cộng dây điện nha, dây đồng đó, còn rất là ok. Bấm cộng to hơn nè, về lõi to luôn.
Rồi cây này size là 20 cm luôn. Mã là 149.2 nha mọi người. Giá 400 ngàn. Tiếp theo em bán combo 2 món nha mọi người. Gồm cái dao với lại cây đục cho mọi người làm cây luôn á. Này dao gọt nè. Nó là cái đục nè. Đục mặt hẹo gì đó. Này dao hàng Nhật nha. Lưỡi nó thì tình trạng mọi người xem trên hình nha. Nếu không rõ thì mọi người bấm vô chế độ HD mọi người xem lại nha. Em quay là full HD á. 1080 rồi đó. Nên nó rất là nét. Mọi người phải bấm vô chọn chế độ nó mới nét là được nha. Còn không là nó tự mặc định nó có thể là 240 rồi chất lượng đó, nó rất là kém. Nên mọi người phải chọn lại để xem. Đó, tình trạng lưỡi dao như vậy nha mọi người. Bên em không có mài với lại sửa lại nha mọi người, nên em không có nhận mài sửa. Cái đục nè. Rồi kích thước là cái đục là 21 ha. Con dao này là 18 cm. Rồi hai món nha mọi người, mã 19.3 với 250 ngàn. Rồi đây hai món nữa, cũng là một cây đục. À, để em đo cây đục. Cây đục này là 1 phân ha. Rồi con dao đây, tình trạng đây. Mã là 19.4 ha, giá cũng là 250. Thước nè. Rồi cái đục đó là 1 phân, em đo là cái đục này. Đục này là 1 phân rưỡi. 1 phân rưỡi nha mọi người. Rồi tiếp theo cây này. À, được con dao này là dao hép trắng nha. Cây đục cũng rất là đẹp, à, đục Nhật. Cắt cơm. Đây tình trạng mọi người. Bên em không có nhận sửa mài lại nha mọi người, nên tình trạng mọi người xem kỹ ha. Đây dao hẹp trắng. Đây chữ nó khắc chữ Nhật luôn. Lưỡi còn khá đẹp. Rồi cái thước cái đục này là 22 ha. Cái lưỡi dao là 13 cm. Rồi hai món này mã là 149.5 nha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo là cây đây. Cái chân của cái dàn chơi nhạc. Mọi người nào chơi nhạc hát nhạc sẽ biết cái cây này ha. Nè, giá để cái cuốn nhạc để mình đọc á. Đó bung ra nó sẽ như vậy ha. Điều chỉnh được ngang lên ngang xuống này kia nữa. Ba chân đứng. Rồi để em bung hết ra cho mọi người đo cho nó bao nhiêu ha. Chân này nó bung rất là ok đây. À, nó bung nè. Đó rất là dễ bung. Tùy chỉnh bung rộng hay là hẹp nha mọi người. Rồi bung tới đây rồi xiết nó lại. Là nó cứng. Rồi nó gồm có 3 đốt ha. Để kéo dài ra. À, kéo dài nó ra như vậy nè, 3 đốt. Rồi rất là cao luôn. Rồi nó dài được, nó cao được 1m3 nha mọi người. Vừa đủ để mình xem rồi, rất là ok.
tình trạng nó còn rất là đẹp luôn á. Đấy, cây này còn rất là đẹp nè, chân nè, cao su nè, còn nguyên sơn, nước sơn còn nguyên luôn. Xếp lại thì bung như vậy ha. Rồi, gọn nó lại như vậy. Nó kéo dài ra 1m3, xếp gọn lại là còn 55 nha mọi người nè. Rồi mã cái giá này là 149.6 nha, giá 750.000. Rồi tiếp theo con dao nè, đây giờ được con dao Nhật cán bằng nhựa ha, đây cái logo của nó. Dao này thép cũng khá là dài á, độ dày nó là 5 ly nha. Đây kích thước nó là 33-32. Dao đa năng ha mọi người. Đây nó có cưa nữa, dạng như cưa vậy. Rồi có mấy cái lỗ không biết làm gì nữa. Cái này hôi hộp rồi nè. Đây tình trạng lưỡi mọi người xem giùm em ha. Bên em thì không có nhận sửa lại mài lại nha mọi người, nên tình trạng thì mọi người xem kỹ. Rồi kèm với cái bao da của nó luôn. Đây, cái bao da nó nè. Ok, rồi con dao có mã là 49.7 nha, giá 550 nha mọi người. Rồi tiếp theo cây hước. Đây cây hước rất là đẹp, rất là ít gặp nữa. Hước của Tadima Japan. Đây, Martin Japan sản xuất. Dòng hước này đo rất là đa năng, nhỏ gọn luôn. Đây mấy chức năng của nó mọi người, mọi người xem được tiếng Nhật thì xem ha. Toàn thân nó bằng nhựa nha, đây bằng nhựa. Đây ví dụ mọi người xài đo nó là góc cân ha, ví dụ mình cân về là cân bằng nè. Giờ muốn cân nghiêng góc 45 độ ha, mình chỉnh nó lên 45 độ. Đây 45 nè. Đó, nó sẽ thành góc nghiêng 45 này mọi người. Đó, nghiêng 45. Rồi ngoài ra nó còn có mấy cái số ngoài là chức năng khác nữa. Đó, mình xây bằng cái này là cũng được. Hoặc xây bằng cái này. Xây chậm thì xây bằng cái này ha. Cái nút của nó. Con này là xây nhanh. Xây cho chính xác rồi thì xây bằng cái này. Rồi, kích thước cái này là 25 nha mọi người, 25 × 12, độ dày là 2 cm ha. Rồi nó có mã là 149.8 nha, giá 550 nè. Rồi đây là cái cây đánh lửa, đánh lửa cho mấy bác làm hội rèn hay là hàng xì gì đó. Đây
lửa rất là mạnh đó. Đó. Wow. Lửa rất mạnh nha. Đá của Nhật lửa nó rất là mạnh. Đó. Rồi kích thước cây này nhỏ gọn nha mọi người. Đây, có 17 cm thôi. Nó bằng thép ha. Nên rất là bền. Mã là 19.9 nha. Giá 120.000. Rồi, cuối cùng là cái đây. Một cái đai đựng dụng cụ. Đai đeo dụng cụ. Như cái cộng dây nịt vậy nhưng mà nó có nhiều chức năng đeo dụng cụ nè. Nó thiết kế là để chuyên đeo dụng cụ. Nó cổ Fuji Denko của Nhật nha mọi người. Đây, hãng nó là Fuji Denko. Japan sản xuất nha. Cái này bằng thép rất là chắc chắn. Này rất là to, bản nó to, đeo rất là thoải mái. Đây là cái túi này. Có máy ngăn nè mọi người. Chỉ kéo còn nè. Đó, một khóa luôn. Đây để sọt dụng cụ vô nè. Búa, kìm gì, tu vít gì cũng được đó. Đây, có cái móc nhỏ nữa. Móc này bằng nhựa. Rồi. Đeo được cái cây cây hước 5m của Tajima luôn. Đây thiết kế chuyên cái hước này, nó chuyên thiết kế để vô cái bộ đài này nè. Đó. Hoặc là lấy rời ra xài nè mọi người. Xài xong rồi đeo vô. Của Tajima Japan nha. Dài là 5,5 m. Hước cuộn 5,5 m ha. Rồi có bấm giữ. Đây tình trạng có xài rồi nha mọi người. Có đen nè. Đen đen. Mà hước này như có ni lông nha mọi người. Nó có bao ni lông nên cũng khá là bền. Này kéo dài ra được nè, không có bị gãy. Kéo dài ra được 1,5 m luôn, không gãy nè, 1,6 m. Rồi, cái bộ đai này có mã là rồi. 149.10 nha mọi người, giá 500.000. Rồi, em kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.